Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, quý bà cô chú anh chị. Dạ quý bà cô chú anh chị có nhận ra chiếc xe của Hương này không ạ? Dạ, chiếc xe của Hương của anh Tấm Sang nè. Dạ anh đi để đi chở thiện nguyện. Dạ hồi bữa Khương Dừa tới, Khương Dừa thăm ảnh đó bà con cô bác, mà bữa nghèo quá anh không có tiếp đón gì hết trơn á. Bởi vì mình thấy cuộc đời như vậy không? Khi mà mình khó khăn mình tới mình nhờ ta giúp, ta đâu giúp đâu. Hôm nay mình phải làm cho mình giàu có lên. Dạ cũng ít khi đeo. Đeo cái lên có khác biệt liền. Mà bữa ngứa gần chết. Dạ, em không nhận ra đâu, không biết được. Chuẩn bị đi nữa hả? Dạ. Sư phụ ở nhà không? Sư phụ ở trong nhà hay gì? Nhà hả? Dạ. Ok. Chúng hai đứa đi vui vẻ nha. Dạ. Nè đem cây được rồi. Nhiêu đây ngầu rồi. Nướng dẹp dẹp anh ơi, nướng khói quá. Dẹp dẹp nha anh. Nướng khói quá ảnh hưởng tới mọi người nhiều quá nha anh. Dạ. Nha. Bán bữa nay thôi nha anh. Dạ. Dạ. Ơi bé. Dạ. Còn bán hả con? Dạ. Chào anh xe. Chào chị. Mang dép vô phải không ạ? Dạ chị. Mang vô được không? Dạ. Rồi đã ra tới nhà rồi. Dạ dạ. Chào chị. Bán bu vô này à. Dạ. Thôi bỏ ngoài đi. Bỏ dép. Ủa anh cũng mang dép mà. Ok. Ai da. Dạ. Làm gì mang dép vậy? Hả? Trời trời. Gì á, rồi bữa bữa tới khổ quá xin giúp không giúp chứ em đâu có khổ tới mức đó. Ai da, khung súng mang giày lên cái trên nước rồi, khung súng mang giày cái ngồi lên không nổi luôn à, nó hầm quá. Cũng ít khi đeo lắm. Em ít khi đeo lắm rồi cũng ngại để đeo sợ người ta nó khoe cũ á. Gì vậy thầy có ông nội gì cho gắn đồ nói đi, đồ thiệt chứ đồ giả anh ơi. Hả? Nghèo quần chết đeo đồ giả chơi thôi, đâu dám nói đồ thiệt đâu, đồ thiệt người ta ra ngoài đường ta giật. Đồ giả hả? Đồ giả hả? Đồ giả. Trời đất, có quán chơi nữa đó con. Không bao giờ dám nói đồ thiệt hết, ý là đồ thiệt mà không bao giờ mình dám nói đồ thiệt, toàn là ra ngoài đường em nói đồ giả không à. Ông nội này, tôi nổ gặp ông còn nổ con tôi. Ê, nổ gì anh? Không lẽ em không có mua nổi cây vàng đeo anh? Uống nước đi anh. Mà mắc gì hôm nay tự nhiên á, quết vàng vô nặng cổ không? Thì đó, bữa đi tới đây khổ quá. Khổ quá, nhờ anh giúp anh không giúp. Khi dễ em. Bữa nay đem vàng đeo chơi vậy. Có túng thiếu gì không? Cần giúp đỡ gì không? Trời, hôm nay hỏi tôi giúp đỡ là không nữa. Ủa nhà này nhà anh hả? Nhà này hả? Ừ. Có chi không? Thấy cũng nghèo quá, có cần giúp đỡ không? Đừng nói đồ mua nhà nữa nha cha nội. Ừ. Sao không gắn máy lạnh vậy trơn hả? Từ đứa hủi. Ê, vàng mà hủi gì? Thiệt giả nữa nó có mùi, nó cố. Không gắn máy lạnh vô, gắn máy quạt không vậy? Phải ơi, điện thoại kìa. Để lát cái này anh... là cũng máy lạnh của người ta, nó máy lạnh thời hiện đại đó. Lát anh cho tiền mua máy lạnh. Con này thời 6.0 luôn á. Trời ơi, chồng già mà khổ quá, sống gì cái nhà nhỏ quá vậy? Sống ở đường Tên Lửa mà nhà nhỏ vậy? Nhà có nhiều ở nhiều chứ cha. Quá trời bằng khen á. Học cũng giỏi ha. Quá trời bằng khen bà con quá. Bằng khen thì nghĩ sao học cũng giỏi trời. Hả? Bằng khen nè, bằng khen mà nào đâu ra học có trường nào cũng khen tôi. Trời ơi. Tôi là biết á, tôi là nhỏ là học dốt rồi. À. Chị. Gần chợ Lạc Sơn. Trời ơi, hôm nay đại gia rồi vô nhà đeo vàng. Cộng chi nhỏ quá. Cộng chi nhỏ quá vậy. Trời ơi, đeo cộng bự hôm nay nó chỉ cái cộng của em trong ngành nhỏ vậy. Dạ. Vợ con cho đeo cộng nhỏ thời nghiệp. Vì anh dòm gì không biết. Bởi vì có khác rồi bà con quá. Bữa mình đi vô khổ khổ rồi. Là vô cái tư cách nó khác liền. Dạ, bữa nay đi vô có vàng đeo và tư cách nó khác liền. Nhìn con người nó sang hẳn lên, sang trọng đẹp đẽ lên.
Mà tôi dầm kỹ là coi nó thiệt cái nó giả đó ông cố. Nghĩ sao đeo đồ giả anh? Cho tôi mượn tôi coi coi cho chứ. Là cả bà con cô bác rất là thương mà sao đeo đồ giả được. Mày ngửi, ngửi không? Ngửi nè. Hả? Làm ngửi ngửi. Ngửi cho tắm á, ngửi, ngửi. Sáng trường sáng mà giặt cái đó lên thổi con láng nữa tôi xỉu thiệt luôn á. Tự nhiên đem sáng sáng ngồi cái bên ngửi 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 trời. Ngửi mùi vàng. Nếu mà vàng thiệt á nó bốc cái mùi. Mùi gì? Mùi vàng có mùi hả? Dạ. Con vàng giả nó bốc cái mùi mùi lựu đạn á. Mùi thuốc nổ á không? Chứ chào bà con cô bác à. Dạ hôm nay thì tới thăm Tấm Sang. Dạ với lại thứ hai là ảnh có một xíu việc ảnh nhờ mình. Dạ. Dạ nhưng mà thấy không, bà con cô bác có không có ai mà Khương vừa phải lặn lội mà tới tới nhà tận nhà với mình Tấm Sang vậy đó. Chứ người khác là người ta tới nên nhờ Khương vừa giúp đỡ không, còn Tấm Sang là Khương vừa phải tới đây đó. Sao anh giúp gì? Thì trước là gì? Chào quý vị khán giả bên kênh Khương Dừa. Tại mấy ngày nay Sang có quay cái video á, mấy đứa nó quay ở đưa Bình Nhân về á, ở khu vực ở ngoài miền Trung á. Quay sao mà bị dính nhạc mà mấy đứa đi nó cũng quên, nó up lên rồi nó không có tắt. À. Nghe nói bị dính dậy. Dính dậy bản quyền gì, bản quyền đúng rồi. Bây giờ đó, coi tìm cách đó mà tháo gậy xuống hàng. Rồi nó mấy đứa bên nét nét đó em bán cho yêu cầu cái này kênh từ thiện mà. Kênh trời ơi. Bà con cô bác chứ sao mà nhiều khi vô tình thôi chứ không phải cố ý. Nhiều khi mình đang quay một cái đoạn gì đó, ví dụ con vừa với anh Tấm Sang ngồi quay, và nhiều khi ở ngoài có một cô chú anh chị nào họ bật nhạc, cái vô tình cái nhạc nó dính vô là họ quét qua cái là dính bản quyền liền, mà dính dính bản quyền thì họ sẽ ra sẽ đập gậy mình, mà đập ba gậy là mất kinh luôn. Mất kinh luôn á. Là anh mất kinh luôn á. Là hội thiện nguyện BDS là đi bụi luôn đó. Đó, bao công sức anh gầy dựng bao lâu nay đó. Kinh sập thôi chứ mất gì tao mất kinh. Mất luôn, mất cái kinh của anh đó. Cái kinh BDS á. À, nói kia làm tao tưởng là nó anh mất kinh luôn. Thì đó, anh mất kinh luôn á. Trời, sao nguy hiểm quá vậy, không kêu tụi nó làm kỹ càng lại. Đi hoài có ai ở nhà đâu. Không để ý ha, nhiều khi mình không để ý, nhiều khi mình nghĩ là cái sổ của mình quay ha. Rồi xong mình cứ đăng lên, xong nó dính nhạc của mình không để ý. Nhiều khi YouTube không quét, nhưng mà nhiều khi tác giả nghe nói mấy đứa nó báo là bị gặp một thẹo rồi. Đó là một gậy đó. Một gậy, giờ tới chiều đừng gậy nữa, rồi sáng đừng gậy nữa là mai đẹp kênh luôn. Là một gậy đó bao lâu họ mới gỡ ra một cái gậy cho mình đó. Sáng giờ ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Ăn rồi hả? À? Em ăn rồi. Có ăn cái món chù không? Em ăn hủ tiếu rồi. Mới bị có một phát, một bây giờ còn kêu thì chiều nay điện phát nữa, rồi mai phát nữa cho sập kênh nữa. Gãy kênh rồi quý bà cô chú anh chị. Không gặp được Tấm Sang nữa mà quý bà cô chú anh chị sẽ qua coi kênh Khương Dừa không? Rồi mai mốt về làm gì làm cho em đi. Trả lương cho. Làm gì? Làm việc cho em. Mà làm gì mới được? Giờ mất kinh rồi làm gì giờ? Đi làm thiện nguyện quay clip rồi em đăng kênh Khương Dừa. Đó. Đó luôn hả? Giờ mất kinh này mà mất kinh là YouTube không cho mở lại đâu nha, không cho mở lại đâu đó. Trời ơi, khác lâu lắm. Trời ơi, mà ông bà cô chú anh chị ơi, mà nhiều quý ông bà cô chú anh chị rất là thương anh Tấm Sang, tại vì ảnh đi làm thiện nguyện đó, ảnh dành toàn tâm toàn ý ảnh đi làm cái việc này, ảnh giúp đỡ rất là biết bao nhiêu bà con. Mà giờ kênh của ảnh mà bị có vấn đề bị gãy cho chắc thôi, chắc là ảnh là mất cái nhịp cầu nối rồi, gãy nhịp cầu duyên luôn. Yeah. Chết luôn. Rồi sao? Bây giờ nói mấy bao giờ về ha? Dạ, em về nó mấy đứa lính nó coi nó gửi gửi yêu cầu lại, rồi có gì anh gửi mất tiền dắt cho mấy đứa tụi nó đi ăn uống. Không, tụi nó ăn uống gì tụi nhiệm vụ tụi nó làm, nhưng mà gửi bên YouTube mình phải trả tiền cho người ta. Mình phải trả tiền cho người ta. Trả tiền. Trả tiền. Chứ mấy đứa nó công việc của tụi nó mà ăn uống cà phê vậy anh. Gỡ là phải anh dính tới bản quyền thì mình phải gỡ bản quyền, thì coi như mình phải trả bản quyền. Trả bản quyền thì phải tốn tiền, bản quyền là tiền không á. Cho nên phải trả tiền cho bản quyền. Có vụ đó nữa. Trời anh không biết, lần đầu dính gậy không biết. Phải không? Để em ứng cho, để em làm cho. Tại anh em mà thì mà cái đó nhiều tiền không?
đó thường thường làm chắc cũng khoảng mười mấy hai chục triệu vậy á. Gì ghê vậy? Tại chứ cái không có dính bản quyền mà một kênh anh thì nhiều nhiều đứa nó không có tiền, kênh nhỏ nhỏ nó không có tiền nó bỏ luôn. Còn kênh lớn là mình phải nói thiệt không có cha nội không trội lựu đạn vui á. Thôi để em nói rồi, để em ứng tiền em ra cho nè, em có tiền mà em ứng cho. Ủa mà tại sao tự nhiên cái chuyện của anh em ứng tiền ra là sao? Trời ơi, thì cái chuyện anh đi làm thiện nguyện giúp bà con cô bác rất là nhiều. Em thì cũng rất là quý anh, cho nên không giúp được gì cho anh thì giúp gỡ gậy cho anh. Thì em xuất tiền túi của em gỡ gậy chó có gì đâu. Anh em mà trưởng cái mày chuyện nhiều gì không? Lớn lao thì em nói khoảng mười mấy hai chục triệu. Chuyện gì lớn lao à con cô bác, chứ cái chuyện này chuyện công trong khả năng của Hương Dừa mà. Dạ. Ủa anh nhớ đâu cái máy này đâu có tốn tiền nữa. Trời ơi tốn, gỡ gậy là phải tốn. Thí dụ khi nào anh xin được á, ví dụ anh xin được ha, là tác giả họ cho thì mình không tốn tiền. Nhưng mà có nhiều bài nhạc á, nó lên tới 20 triệu, có khi 30 triệu, có khi 50 triệu, 100 triệu luôn. Người ta muốn bao nhiêu mình phải trả bao nhiêu. Mà thường thường á thì ông thương lượng thì là mình nói là mình không cố ý, cái này là sự vô tình thôi, thì mình trả khoảng mười mấy 20 triệu đó. Ủa cái mấy YouTube này có vụ lấy tiền đó nữa trời. Không, phải gửi tiền cho tác giả chứ người ta. Để hỏi thằng lính coi. Dính bản quyền. Chứ anh Tấm Sang làm kênh nội dung tốt quá trời. Anh đi giúp nhiều bà con cô bác quá chừng quý bà cô chú anh chị. Dạ cho nên phải mấy ông hai đi gọi hỏi lại. Trời ơi. Cho nên là mình cũng vừa giúp được gì cho cái Gmail mình gửi bên YouTube đó, mà yêu cầu tháo ra mà dính vậy tốn tiền hả? À. Vậy hả? Trời đất. Trời. Quỹ cứ vừa mới báo cho bộ nè. Tốn không chứ. Ít nhiều thôi bà con cô bác. Dạ. Bởi vậy mình làm gì mình lưu ý một xíu. Rồi. Lưu ý một xíu chứ để chứ dính tới bản quyền là rất là nguy hiểm. Trời. Ủa mấy ông nội YouTube có vụ này nữa hả? Trời ơi, mới vô hội YouTube chưa rành. Em đã làm 3 năm rồi. Em đã đi từng đi gỡ bao nhiêu gậy cho biết bao nhiêu YouTuber. Tôi lại mày luôn á. Hả? Có lại mày luôn á, mày đừng có trội lựu đạn nha mấy anh mấy. Cái này á nghe nói là không tốn tiền mà lần đầu tiên nghe nói đó. Không tốn tiền là trừ khi mình xin được. Anh hiểu không? Còn khi mà xin không được là mình phải tốn tiền. Mà bây giờ á là chính xác là bao nhiêu tiền? Thì em nói mười mấy hai chục triệu, em nói đó đi, số tiền này để em bỏ ra em làm cho anh mà em gạt anh làm gì? Em nói để em bỏ tiền ra. Bà con quá. Hai anh em giỡn hoài, vụ anh hoài với giờ nói gì anh cũng không tin chứ. Mà bản quyền quan trọng lắm nha. Anh mà gỡ không kịp là chiều nay họ đập thêm một gậy nữa là cho anh đi bụi luôn. Vụ đó nữa. Không còn gậy. Trời trời trời. Trời. Rồi ông bữa nay ông ăn nhầm với cơm chù hay cơm gì không, vậy? Không còn gậy để đi luôn á. Thì giờ để em ấy tiền cho. Thôi bây giờ như vậy nè. Trước vậy mắt đó. Á anh gỡ em trước 10 triệu. 10 triệu. Thôi để em ấy cho. Ông anh gỡ mày 10 triệu, ví dụ mà bên đó nó tính tiền nhiêu anh gỡ quá đơn lại anh thiếu đủ nhiêu anh đưa tiền. Vậy thôi, vậy anh đưa 10 triệu cũng được rồi, còn nhiêu ấy em bù cho, cái gì đó. Rồi anh em mà. Mà có thiệt không ông nội? Trời ơi, em nói là không ấy thì để em bỏ tiền cho, em có tiền mà. Mày lụ đạn lắm á. Trời ơi, lụ đạn gì em không lên tới, không có tiền, không bạc mà đi vụ tiền á. Đây nè, thấy không? Nhiêu đây anh bán anh ăn cả đời em hết. Nghi dần giả quá, nãy giờ tôi không nghe mùi. Không, cái này nếu mà anh bán thì anh ăn hết, nhưng mà anh để như vậy thì anh ăn không hết. Tại sao? Sao ăn được, để về hoài ăn hoài không hết. Mày rảnh quá. Bán. Trời ơi. Trời ơi. Bà vợ mà. Anh em thôi mà, thí dụ anh em mà chạy qua trở lại, bữa anh cũng hỗ trợ Khương Dừa đi quay chương trình Học Để Đổi Đời. Khương Dừa nói để Khương Dừa hỗ trợ cho anh mà anh không chịu. Thôi nhiều khi anh sợ, nhiều khi chuyện nào ra chuyện đó, sợ mang nợ khổ vậy. Tấm Sang làm giờ YouTube tính ra anh làm còn trước Khương Dừa nữa nha bà con cô bác. Dạ tính ra anh còn làm trước em luôn á, nhưng mà làm lên sau thôi, làm trước nhưng cuối cùng trở thành đệ tử. Tại vì làm hoài không lên cố. Tôi gặp Khương Dừa đâu ra tôi làm trước không cố. Anh làm trước em chứ. Kênh em là kênh bao lâu à? 2017 giờ mà. Tiền này nó xin bà vợ mập tao nha.
làm ơn á, mình có nào mình nói thiệt không lén nữa không, tự nhiên cái đàn ông đi xin tiền vợ, trời trời ơi mày nghĩ sao, xin tiền vợ tiền mà làm gì, về về có nhiều phải đưa vợ nó giữ chứ, mà không giữ là bốn người mất công ra lén bén lén bén xin vợ. Trời ơi đưa tiền vợ giữ là chắc ăn, trời sao mà kèm giống quá vậy. Ông bữa nay ông đeo vàng vô, ông có đi lén bén đâu không? Lén bén gì đâu, sao kèo dưới quá vậy? Về tôi nói vợ ông bây giờ đó, tự nhiên nay mắc cái trứng gì đeo cái vàng của rồi. Ủa mà nãy giờ hỏi thiện nha. Dạ. Có bị bệnh đơ cổ không? Đeo nó nặng dạ, quá nó đơ đó. Nặng nè, nãy giờ nói chuyện anh đâu nhìn có rồi. Cần sửa cổ không? Không cần. Hả? Ngã ra cái nó ngửa. Đấy à, bữa có bữa dắt rồi sao nè. Cái bữa dắt sao cái nó kéo sao gì nè. Trời ơi, đeo sợi chuyền với sợi dây xích vậy. Kéo lại. Kéo. Ai biểu mày đeo chỉ cho cố vô. Mà cái mặt này nó có bọc sắt nó chổng sao tao thấy nặng dữ vậy. Nhiều khi tại nhiều mình có không tiện khoe chứ em anh biết rồi đó. Giường đất bao la. Nè. Ứng giúp 10 triệu à. Nhưng mà hứa tôi nha. Làm cho mình nói đem lấy tiền không? Tiền em còn nhiều hơn anh nữa nè, thiệt. Trời ơi. Cái vàng tao đeo nè. Thấy không? Ai biết sáng. Được, cô giờ bây giờ phải mà tiền, chắc không? Tiền vợ đương sáng đó. Vợ đương sáng được nhiêu? Vợ đương sáng mày ăn chưa hết, nặng lát về nó chửi nữa. Trời ơi, vợ mày đưa mày ăn sáng xong sen, vợ tao đưa tao đi uống hộp hơi nè. Trời, uống cho chết hay gì vậy? 15 triệu, bỏ đưa 15 triệu đi uống hộp hơi nè. Thế này uống cà phê ôm chứ không phê gì. Ôm cái đầu mày á, uống lát bà vô bà chửi tao chết luôn á. Uống gì 15 triệu bà nội. Tao lại mày đừng có la lớn ông cô, lát bây giờ bà chửi á, tao nên đi bà đi uống hộp quay. Nhưng mà hứa nha ông. Nè tôi còn 5 triệu. Mà nó khổ ghê vậy. Giờ đi liền. Khổ ghê. Giờ em nói thiệt luôn nè, giờ 10 triệu phong điểm cho kỹ đàng hoàng. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu. Rồi 10 triệu nè. Ê như dưng tờ. Làm gì có dư, 10 triệu nãy giờ. Dưng tiền trời. Bây giờ em đem quá đơn về, có gì thiếu em bù cho anh. Còn dư em trả lại anh. Đó, mà chắc chắn không dư đâu. Này phải dựa trên mối quan hệ của em mới được. Chứ anh không có biết về YouTube. Mất dịch. Em anh mà hỏi YouTube. Kỹ là em không có là. Em đã qua YouTube rồi, em đã qua trụ sở YouTube rồi. Em qua Google rồi, ở bên Singapore, vô đó ăn sáng mà. Thôi đi. Gặp chủ tịch luôn mà, chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương luôn mà. Mà tôi nói rồi nghe, mà tôi hỏi là không có là chuyến này là ông no đoạn với tôi. Làm gì không lẽ đi gạt anh 10 triệu anh em mà trời ơi. Không có là chuyến này là ông no đoạn với tôi đó. Gạt 10 triệu đi rồi bà con cô bác coi em ra cái gì nữa anh. Nhớ hôm hổm anh. Em có quay clip lại nữa nè. Nhớ hôm hổm mém xíu tôi cho lên băng ca chưa. Trời. Mà tiền này mà ông mà thuốc tôi ông lụ đạn với tôi em là tôi cho à, tôi cho lên xe luôn á, đừng nói lên lên băng ca. Trời khổ quá. Bây giờ anh đợi em xíu đi, em đi qua quán cà phê rồi em xử lý liền. Ồ, để tôi hỏi lại cái để coi điểm là cái này coi con nó bị thiếu không thiếu là có anh kia dư. Thiếu. Ai. Trời ơi. Bao nhiêu có nhiêu anh nhiêu đây em cho anh cũng được mà tấm thẻ. Ủa sau này dư 2 tờ. Biết anh. Chẳng lẽ cái kia thiếu. Rồi em xử lý. Rồi. Ha. Rồi nó mấy đứa nó làm liền đi. Rồi cho em mượn cái này giờ em đi chắc khoảng 5 phút. 5 phút em qua em báo anh liền ha. Gì lẹ. Thì mình làm việc là bây giờ là trên mail, trên điện thoại. Mình gọi qua họ xử lý liền. Nghe bảo 5 phút rồi chắc cái hàng cũng hơi bị ngay. Chứ anh không là để mình muốn ngâm tới chịu không? Ngâm chịu đập thêm gậy nữa chứ đai kênh luôn à. Tôi biết tao gửi mail hôm qua giờ là 28 tiếng đồng hồ rồi đó. Đó, thì anh không có mối quan hệ sao biết được. Em đi từng ngồi ăn sáng uống cà phê với ông chủ tịch YouTube châu Á Thái Bình Dương mà. Xíu có 5 phút. Mình có mối liên hệ, ví dụ như anh không biết họ, anh gửi mail và họ có bao nhiêu mail. Một ngày họ có phải cả ngàn, cả 20.000 mail, họ đâu kiểm tra kỹ. Còn em ví dụ em gửi cái mail của em qua, em gọi điện qua là cái này là cái mail của anh Khương nè, anh Khương Dừa nè, xử lý giùm anh. Giỡn gì, làm việc nó phải có thân thế chứ. Không đúng không? Nghi gì nghi. Trời ơi khổ rồi. Tụi uống thuốc trước cái đó. Dạ. Rồi. Thôi mày cho tao ăn xong. Bây giờ em đi ra em quay cái cuộc điện đàm với lại bên YouTube luôn cho anh nghe. Nè đưa mày 10 triệu tao phải uống 2 viên thuốc. Cũng giống trứng rắn quá vậy. Trứng rắn gì ông? Thuốc não đó. Não à, bộ não à? À uống này tao tỉnh lại chút xíu để không còn mày trộn lên. Có mấy đệ tử lù đạn quá mà chịu sao nổi, có mấy đệ tử lù đạn quá. Các em có nước rồi. Rồi nha. Dạ quý bà con cô bác ơi, nói chung là
anh em mà cũng chung lĩnh vực, dạ cũng chung chí hướng, thì có cái gì thì tương trợ lẫn nhau. Dạ anh Tấm Sang cũng có hỗ trợ Hương Dừa, Hương Dừa cũng sẽ hỗ trợ anh Tấm Sang. Bây giờ hôm nay thì kênh ảnh bị vô tình bị một gậy, dạ cho nên Hương Dừa phải tới để hỗ trợ anh ấy. Mà mắc gì em Nam thì hỗ trợ anh đó, mà mày mà đeo vàng dữ rồi. Thích gì á, tại bữa em nói rồi, bữa tới em khổ nên khi dễ em. Cái đầu mày khi dễ bữa đó mày chùm tà le hồng dưa mà mày khi mày, dễ mày kêu giúp đỡ mà mày quất cái đồng hồ cho bá lửa. Đồng hồ có nhiêu đâu nghi. Đồng hồ này có nhiêu đâu, này anh lấy da nhiêu da đem bán không là cũng đủ giàu nữa. Da gì với tía? Da này không phải da bình thường đâu. Cái da gì này? Này là da đồng hồ chứ. Ở đây em nha. Khổ ghê. Anh em nhiều khi giúp mà ảnh cũng không tin tưởng nữa. Thế chị? Thế chị? Quá phê, ngồi xử lý thôi. Trời ơi, hai xe anh em mới đây đi làm việc hết ta? Đi hết hả con? Gỡ gậy nó có gì đơn giản đâu, cất tiền trước đi. Gỡ gậy thôi mà nó đâu có chuyện gì khó mà con bác. Cất kỹ. Tiền gì về cho trà sữa với lại Thái Vĩnh bóng heo. Nè, Hương Dừa gọi cho YouTube đàng hoàng nè. Này đây, nói anh không tin, này quay lại cho anh lắng coi, này gọi YouTube nè. Này bấm gọi nè. Nè, thấy không? Nè, nói chuyện nè. Đó được không ạ? Alo. Alo. Ờ, anh Hương Dừa nè. Mấy anh khỏe không? Ờ. Ờ coi anh ở kênh của anh Tấm Sang á bị dính gậy á. Ờ rồi gỡ giùm anh nha. Gỡ gỡ xong rồi thả gậy về cho anh nha. Ờ. Rồi ok, để anh đưa gậy cho anh. Bao nhiêu tiền em? 20 triệu hả? Ok. Rồi để chịu chuyển tiền nha. Rồi cảm ơn coi mình. Ok thôi. Rồi. Rồi đó. Xong. Có mối quan hệ nó vậy đó. Rồi mới gỡ gậy nè. Mới gỡ xong họ chuyển gậy về mình nè. Gậy này nguy hiểm lắm nè. Kéo dài cũng ngắn nè, thấy không? Sang ơi, Sang ơi, trời ơi, bỏ dép không? Bỏ dép của mày không? Dép chi ông ơi, trời ơi, có quán cơm cứ kêu bỏ dép hoài. Đấy. Bữa nay tự nhiên mất gì đó, lịch sự quá. Đấy rồi, xong rồi, đàm phán rồi. Về như lịch sự, bữa đi xin tôi á thì nè, cái này chia sẻ cho anh nha. Bố không có chỉ cho mấy kênh khác nha. Nè, đây, nè, đúng chưa? Muốn cái vấn đề gì về bản quyền phải không? Bé bé là anh chỉ luôn nè. Mày làm mày không biết gì chứ nữa đây. Đây đây, YouTube. Này mở YouTube lên chưa? Đúng chưa? Đây 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 đây. Đây, có nút gọi nè, thấy không? Đó đó gọi. Mời nói. Đây, đây. Alo, alo. Rồi rồi rồi, ok gửi rồi, ok ok, cảm ơn. Rồi ok chưa? Đó, xong. Nè, gậy nè. Mới gửi gậy nè. Gỡ gậy kia 10 triệu hả? Gậy nè, gỡ gậy rồi nè. Vậy đã hết tổng quyền rồi. Thiệt. Rồi nè, khỏi cảm ơn. 20 triệu, em bù 10 triệu. Em bù 10 triệu. Nha. Gỡ gậy rồi. Là ok đó. Gậy này 10 triệu hả? 10 triệu. Gậy của YouTube luôn hả? Gậy của YouTube. Gậy này của gậy của YouTube nè. Thiệt. Cái này mình giờ có thể làm tự sướng cũng được. Bà nội cái thằng này. Cái gì? Mày nghĩ sao cái gậy này 10 triệu à, cái thằng cái gậy thiệt mà. Trời ơi, cái gậy này tao gỡ cũng được, mắc gì tao phải kêu mày xuống mày gỡ cái gậy này hả? Anh em có mối quan hệ với YouTube, em gỡ mới được. Anh không gỡ được đâu. Mày dảnh quá hả? Em gỡ rồi đó. Trời đất ơi. Đấy, anh không tin giờ nó đập gậy anh nữa đó. Ở đây tao cũng có gậy nữa đó. Cái gậy này nó nguy hiểm lắm, gậy này nó sẽ sập kinh á, anh mất kinh á. Anh mất kinh á, biết không? Cái này của YouTube hả? Anh với lại mấy đệ tử anh sẽ mất kinh á. Cái gậy này của YouTube hả? Của YouTube.
kệ của YouTube. Trời ơi trời, vì nóng quá vậy, nóng quá bà con cô bác, bởi vậy làm từ thiện mà tâm tính nóng quá không được. Phải như em nè, thấy không, 10 triệu lấy dễ vậy trời, anh phải thanh thản đó, phải thanh thản mới được đúng không. 10 triệu mà kêu mấy ngày sới luôn, tao hốt thằng này một bữa, cho thằng mắc dịch này chán số mày. Mày nói chưa, lát em gọi em gỡ nha, không có không lỡ lát gỡ nha. Trời đó coi mà chán số mà vô mà đốn, tự nhiên lấy 10 triệu mà đưa cái cây gậy công bỏ tay lát lát gỡ thì mấy ngày sới xuống không chở này đi, dạo này nó hết nó uống cái thuốc gì vậy ta chán sớm đâu, trường có bán buôn vậy mà leo mà qua mà hốt tao 10 triệu nè. À, cơm ngon ha, xe cơm tao sáng chưa bán nữa mà vô mà hốt 10 triệu phải cho đâu, có 15 triệu để đúng không thôi à, mà hốt 10 triệu rồi, có 10 triệu mà nó làm bèm hoài dạ không. Chú chị ơi nói chứ để ăn lát Hương Dừa vô công ty Hương Dừa làm việc với mấy đứa em, để nhờ mấy đứa em nó liên hệ để nó gỡ bản quyền giùm ảnh. Dạ chứ Hương Dừa chỉ làm nội dung thôi à, chứ mấy bản quyền thì các bạn bên nước quận sẽ làm. Dạ rồi thôi, cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều, dạ chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.